với chủ đề An Giang điểm đến mùa hè 2023. Hôm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức buổi cà phê doanh nghiệp du lịch, 22 khu điểm du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh An Giang cùng tham dự. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, thông tin khái quát hoạt động du lịch tỉnh trong các hoạt động đầu năm, những định hướng giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Trung tâm cùng các doanh nghiệp du lịch cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa, tích cực hỗ trợ nhau trong các hoạt động liên quan đến ngành nghề du lịch, cũng như hưởng ứng các hoạt động và chủ trương của tỉnh, để từng bước đưa du lịch An Giang trở thành điểm đến thu hút du khách, giữ vững thương hiệu du lịch An Giang, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Tại buổi cà phê doanh nghiệp du lịch, các doanh nghiệp cũng chia sẻ, An Giang cần tổ chức nhiều những sự kiện lớn về văn hóa, thể thao hàng năm để thu hút khách du lịch. Các doanh nghiệp du lịch cần có sự phối hợp, kết nối trao đổi thông tin về các chính sách dành cho doanh nghiệp, tiếp tục cùng xây dựng những sản phẩm du lịch chất lượng, mang tính đặc thù, riêng biệt của tỉnh, định kỳ thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt cà phê doanh nghiệp du lịch để các đơn vị cùng ngồi lại và đề xuất sáng kiến cống hiến cho phát triển du lịch An Giang nói chung và đơn vị nói riêng.